Ông cháu này cắt tóc của gì nhỉ? Chú không được nói như thế. Đây là vua. Vua à? Vinscun Tham City. À, Vinscun Tham City. Không phải nói như này. Bẩm vệ hạ, hôm nay ngài muốn cắt tóc kiểu gì hả? Cho kiểu Prom King Lumos Lamo 2022 Vinscun Tham City T37. Chiến luôn đi mẹ ơi. Chiến luôn nhá. Dậy đi ông cháu ơi. Ôi chú ơi, nói thế là phạm thượng đấy. Ờ, nhầm. Đây là hoàng thượng đúng không? Đây là hoàng thượng. Ôi xưa cháu gọi ông chú đi, ông chú gọi lại thành phạm thượng mà chết đấy. Thưa bệ hạ, ngài có thể dậy được rồi ạ. Quả đầu Prom King Lumos Lamo 2022 Viscun Tantiti T37 để đi giáo hội rồi. Chậm nôn nhở? Đấy, hoàng thượng. Chậm thấy như này là trô rồi, không phải đầu đi giáo hội rồi. Đúng đầu lung kinh đấy luôn đấy ông cháu ơi. À, hoàng thượng ơi, nhầm. Đây hoàng thượng. À. Đây. Ờ, đúng kinh 1 này. Đúng nhỉ. 2022 đây giống chưa hoàng thượng? Đúng đầu đi dạ hội rồi đấy. Kiểu này hoàng thượng lại phải bo rồi đấy nhá. Giống đấy là gì nữa? Hoàng thượng bo cho mấy lượng vàng nữa. Mấy lượng vàng luôn à? Ok, thank you hoàng thượng. Quả đầu này chấm thấy là xứng đáng để làm Prom King Viscun Tham City. Ok chú, hoàng thượng ơi. Ông chú thấy như nào? Hoàng thượng xứng đáng làm hoàng thượng của Tham City rồi đấy. Ừ. Thì sau này hoàng thượng đăng cai chính chủ luôn, là hoàng thượng phải mời thường dân đi lên đấy để là dự tiệc nhá. Ông chú cho số báo danh 01 Nguyễn Tri An 1 vote nhá. 01 số báo danh Nguyễn Tri An 1 vote. Ok luôn, số báo danh Nguyễn Tri An luôn. Rồi okay. Hoàng thượng thưởng mấy lượng vàng thì bảo thằng đệ tử nó tăng nhá. Đệ tử chuyển cho ông chú này mấy lượng vàng nhá. Ok luôn, cảm tượng Tham City nhá. Tham City mã đáo thành công. Ok luôn.